Cụm bàn làm việc Hòa Phát ATMD02 là một giải pháp tuyệt vời dành cho không gian công sở, với 4 chỗ ngồi để đáp ứng nhu cầu làm việc đồng thời của nhiều nhân viên. Sản phẩm này được thiết kế dạng chữ nhật, sử dụng gỗ công nghiệp melamine cao cấp, mang lại vẻ đẹp và tính thẩm mỹ cho không gian làm việc. Mặt bàn của cụng bàn làm việc này được trang bị vách ngăn bằng kính mờ, tạo sự riêng tư và tạo điểm nhấn thú vị cho môi trường làm việc. Điều này giúp ngăn chặn sự sao lẫn và làm tăng hiệu suất làm việc của các nhân viên bàn mô đun văn phòng hòa phát ATMD02 còn được trang bị hộp tủ phụ đi kèm, bao gồm 4 ngăn kéo và hai khoang để CPU ở cả hai bên. Điều này giúp tạo ra không gian sạch sẽ và gọn gàng, đồng thời cung cấp nơi lưu trữ cho tài liệu và thiết bị cá nhân. Nếu thấy video hay và ý nghĩa các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất nhé.